Rồi, hello mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người ha. Thì hôm nay mình tiếp tục qua chuỗi bài MCSA 2019 nha mọi người. À, tiếp theo là bài 10, 12 ha. Rồi, cấu hình data deduplication. Thì bài này mình sử dụng một máy thôi ha, SV1 ha. Standalone server IP 211. Một máy thôi mọi người, đơn giản ha. Thì cái data deduplication là cái gì? Đây hướng và cái này thì là bài lab này thì hướng dẫn mọi người ha, cách cấu hình chức năng data deduplication nhằm tối ưu hóa không gian lưu trữ đối với các dữ liệu bị trùng lắp ha. Ví dụ chúng ta có một nhiều file ha, nhưng mà nó trùng lắp trùng dung lượng với nhau á. Có thể là chúng ta sao chép và đặt tên nó nhiều nhiều kiểu ha, nhưng mà cũng chung một dung lượng thôi. Thì khi đó nó sẽ tối ưu ha, giúp chúng ta hạn chế tốn cái không gian lưu trữ. Rồi. Mình bắt đầu ha mọi người. Rồi chúng ta start hai baby lên ha. Rồi. Máy SV1 ha, chúng ta reboot đi. Nhiều khi còn là dính cái bài lab phía trước. Rồi start lên ha. Mục đích của bài này là nhằm tối ưu ha, tối ưu không gian lưu trữ đối với các dữ liệu bị trùng lắp. Rồi, mình mở máy lên luôn ha. Rồi log on. Rồi mình kiểm tra máy mình cái nha. Rồi máy mình chỉ có ổ C thôi ha. Và ổ D là ổ đĩa DVD ha. Bây giờ mình sẽ gắn cho cái máy mình thêm một ổ đĩa đĩa E ha. Đĩa cứng ha mọi người. Hạt hạt disk drive á. Rồi. Thì để gắn được thì mình phải shut down ha. Máy mình kiểm tra lại nè. Rồi, ổ C là ổ chú Windows ha. Và ổ D là ổ D ha. Rồi mình sẽ gắn thêm một cái ổ đĩa E. Rồi, để gắn ổ đĩa thì cũng giống như cái máy vật lý thôi ha, mình phải shutdown. Shutdown rồi mình mới gắn ha mọi người. Trừ khi một số cái server chuyên dụng thì có chức năng hot swap ha, mình có thể gắn không cần phải shutdown. Rồi. Giờ máy mình tắt ha. Rồi thu nhỏ xuống luôn đi. Rồi mình set tin nè, phải chuột vào cái máy của mình chặn set tin ha. Rồi ở mục này mình gắn thêm ổ cứng ha, mình chọn SCSI controller đi nè, hạt drive ha. S rồi ở đây mình chọn new nha mọi người. Rồi before you begin tới ha. Ở đây mình chọn là chuẩn VHD ha, VHDX thì nó support ha, 64 TB. Rồi nét. Rồi fixed size hay là dynamic size ha. Fixed size là mình sẽ cố định nó bao nhiêu đó ha, thì nó không mở rộng được ha. Còn dynamic size thì nó sẽ chủ động, nó sẽ mở rộng. Còn là differential là chúng ta sẽ dựa vào một cái file máy ảo khác ha. Rồi ở đây mình chọn dynamic call ha. Next. Rồi ở đây mình tạo một cái đường dẫn ổ đĩa ha. Ở đây mình đặt là ổ E luôn cho nó dễ nhớ ha. Mình lưu vào đường dẫn SV1 nè, hạt disk nè ha. Rồi lưu vào đúng đúng vị trí của cái SV1 luôn ha. Next. Rồi đây chúng ta cho nó 100 GB đi, dễ phân biệt ha. Maximum là 64 TB ha mọi người. Rồi, next. Rồi, finish. Này là chúng ta đã có được ổ cứng ha mọi người. Ok. Rồi, để chúng ta start lại ha.
Thì cũng giống như máy tính sau khi gắn dây không gắn ổ cứng xong, gắn cáp xong ha. Chúng ta bấm nguồn lên ha. Start lên. Rồi, top on administrator ha mọi người. Đi làm nguyên ngày giờ giờ làm lắm, nó buồn ngủ. Nhấc lên, nhấc xuống. Mọi người thông cảm nha, có làm hơi chậm chút nha. Rồi. Rồi, sorry mọi người luôn ha, nãy giờ mình chưa có note nha mọi người ha, dễ nhớ. Một, tạo và gắn ổ cứng ảo cho server ha. Đây cụ thể nó là SP1 ha. Nãy giờ là mình mới có gắn ổ cứng thôi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tạo ổ cứng ha. Bây giờ là mới có gắn, giống như là chúng ta đi ra mua ổ cứng về gắn vô rồi đó. Chúng ta sẽ khởi động Windows lên ha. Thì chúng ta sẽ gắn ổ cứng vô thì chúng ta phải cho Windows nó nhận dạng ha. Đây chúng ta kiểm tra coi nó nhận chưa nè. Rồi chờ chút ha, nó đang update. Rồi chưa ha. Rồi chúng ta chọn Disk Management ha. Cũng to lên luôn. Đây ổ C chúng máy chúng ta là ha. Ổ D là cái ổ DVD ha mọi người. Đây cái ổ 100 GB chúng ta mới mua mới gắn vô nè ha. Giờ mình phải chuột ha cho nó online. Rồi tiếp theo phải chuột ha. Chọn Intel Lite ha. Rồi, chúng ta chọn tiếp ha. Ok ha, cho nó gắn vô. Ok, dạng basic ha, online rồi ha. Rồi, chúng ta tiến hành tạo ổ đĩa nha mọi người. Phải chuột, chọn New Symbol quanh lâm ha, Next. Rồi ổ E ha mọi người. Mình đặt có thể chọn ổ khác cũng được nhưng mà mình theo thứ tự thì mình dễ quản lý ha. Mình chọn ổ gì, ổ cái tên gì thì tùy mình ha. Đó nó không quan trọng. Bây giờ mình net. Rồi ở đây mình format dạng NTFS ha, cái mặc định đi, mình để mình chọn ổ là mình để data nha. Mình đặt tên gì cũng được. Phoenix. Rồi xong rồi mọi người, online đóng luôn đi, hết sử dụng rồi. Rồi refresh lại coi. Rồi refresh lại cho nó nhận lại ha. Rồi xong rồi mình có ổ C ha, ổ chứa Windows ha. Rồi ổ E là ổ chứa dữ liệu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo dữ liệu cho nó nha. Rồi giờ mình sẽ copy ha. Thì mình qua cái server vật lý ha, mình copy cái dữ liệu lên. Đây, mình lấy một đại một cái file nào đó đi. Nhỏ nhỏ thôi, lớn quá thì nó lâu. Đây cái file ESXi ha. Bản 7 chấm luôn, rồi cho nó nhẹ vừa 300 khoảng 350 GB ha. 350 MB. Hồi tối quả luôn. Rồi, mình chép qua ha mọi người. Rồi có một file ha, trong kiểm tra lại cho chính xác nè, ở em mình ha có một file ha, và mình tiếp tục mình copy ra thêm nữa, paste ra luôn. Rồi như mình có hai cái file ha, cũng trùng lặp với nhau luôn. Ở đây mình tạo thêm cái folder nữa, mình đặt là vi 3
VMware ha, SXI 7. Rồi mình cũng copy cái file nãy vô nữa, mình tạo thêm nhiều dữ liệu, mình giả lập mà trùng lắp ha, nhiều dữ liệu lắm. Rồi mình đổi tên lại luôn ha, VMware rồi ha, ESXi 7. Đó, mọi người thấy mình có 3 file ha, mà nội dung chỉ có một thôi đây ha. Đây là cái file gốc của mình nè ha, file đầu tiên nè, file này mình copy ra, file này mình cũng copy tiếp nữa. Rồi bây giờ mình coi như là dữ liệu nó trùng lắp với nhau ha, có một nội dung thôi, tới 3 file nữa. Rồi phải chuột vào cái file đầu tiên ha, mình property, rồi chờ nó chút ha. Ở đây mình kiểm tra nè, size nè 350 MB ha, còn số lẻ này mình bỏ nha. Rồi size on disk là coi như là tốn không gian lưu trữ ở trên đĩa là 350 MB. Rồi, ok ha. Coi như cái file này là 350 MB nha, cho nó tròn. Rồi, tiếp theo mình property cái ổ đĩa E của mình nè. Đây. Mình thấy ha, sử dụng khoảng 1 GB mốt. Đó là coi như 3 cái file nãy á. Mình nhớ cái mọi người nhìn cái chỗ này cho chú ý nha. Khi lát khi mình làm cái bài data deduplication nó sẽ giảm bớt lại ha. Ở đây mình lấy tròn đi 1.1 GB. Đó, thì mục đích của cái bài lab này đó là mấy cái dữ liệu mà trùng lắp á nó sẽ làm cho bớt chiếm cái dung lượng lưu trữ lại ha. Rồi ok ha, nãy giờ mình chuẩn bị xong rồi đó, coi như là đi mua ổ cứng, gắn ổ cứng, tạo ổ cứng ha, rồi giả lập tình huống dữ liệu nó trùng lắp. Rồi ok nha, rồi mình sẽ làm cái nốt cái bước 2 là đi cài đặt ha, cài đặt data deduplication, ghi lỡ có sai mọi người thông cảm nha, chắc đúng rồi. Ok ha, tiếp tục cấu hình quay lại server, thì mở server manager lên ha. Rồi trong mục server manager mình chọn add-on và feature. Uống nước nha. Rồi, before you begin. Net thôi mọi người. Net luôn. Rồi, đúng server 1 ha, SV1 net. Ở cái mục file and store service ha, chúng ta bung nó ra cái mũi tên này đó. Bung tiếp luôn ha. Đây mình kéo xuống coi còn gì không rồi ha. Store service ha. Rồi, đây mình chọn cái data deduplication ha. Rồi nó báo mình cài thêm cái feature ha. File server ha. Add feature. Rồi. Next ha mọi người. Rồi tiếp tục next luôn. Rồi bấm install ha. Rồi cho nó cài đi.
Rồi sau khi cài xong reset ha, bật cloud ha. Rồi giờ mình sẽ mở Windows PowerShell luôn ha mọi người. Đây, phải chuột nè. Windows PowerShell ha. Ok. Chúng ta gõ lệnh để chúng ta kiểm tra ha. Get develop chúng ta bấm start cũng được. Đó, chúng ta cái lệnh này PowerShell á, chúng ta bấm tab nè, tab lên ra ha, gõ chữ đầu với chúng ta bấm tab ha. Rồi chúng ta gõ lệnh get ha, đi đúp volume ha, enter. Rồi để mình gõ xong đi rồi mình sẽ nói mọi người làm cái gì ha. Để trong quá trình gõ nó sai get nè, tiếp ha, đi ha, mình tắt nó lại. Này tiếp ha, đi đúp start start, thấy gõ nó nhanh hơn á. Enter. Rồi mục đích của hai cái lệnh này là để kiểm tra xem có cái ổ đĩa nào hỗ trợ chức năng data deduplication chưa ha. Rồi, hiện tại chưa có ha. Câu lệnh thứ nhất là kiểm tra ổ đĩa ha, cái lệnh thứ hai là kiểm tra trạng thái ha, chưa có ổ đĩa nào hết ha. Rồi chỉnh cho nó đúng ha. Rồi tiếp theo bước số 3, sau khi mình cài xong rồi mình sẽ đi cấu hình ha mọi người. Cấu hình data deduplication đúng không, cài đặt xong bây giờ cấu hình ha. Rồi ta đóng lượng đi cho đỡ rối. Rồi trong cửa sổ server manager ha, chúng ta chọn file install service. Rồi ta chọn edit ha. Rồi chờ nó chút ha, nó kiếm ha. Đó, máy chúng ta có hai ổ đĩa nè ha. Ổ đĩa 127GB ha. Chữ Windows ha. Rồi ổ đĩa thứ hai là 100GB ta mới gắn lúc nãy nè ha, chứa data. Rồi, rồi ok chưa ha, theo kịp ha. Rồi chúng ta tiếp tục phải chuột vô cái ổ này ha. Sorry, xuống dưới chứ mình lộn chứ, ổ e mới đúng nè. Cái ở này ổ đĩa ha, chúng ta tạo volume rồi nha, ổ e chứ 100 ri ha. Phải chuột chọn config data deduplication ha mọi người. Rồi trong cái cửa sổ deduplication setting ha. Rồi chúng ta bung ra ha. Chúng ta chọn general ha. General profile server ha. Ok. Rồi để chúng ta cho không đi, không ngày. Cho nó làm liền đi. Rồi mọi người theo kịp chưa ha. Ok ha. Đây nó có set schedule nữa. Rồi và chúng ta chọn ok ha. Rồi chúng ta đóng cửa thu nhỏ xuống đi. Rồi chúng ta mở PowerShell lên chúng ta kiểm tra lại nha. Get ha. Đi đúp volume.
Đây. Rồi. Kiểm tra ha, ổ E. Volume E nè ha. Enable true. Rồi. Giờ mình kiểm tra là đã ổ ổ E đã hỗ trợ ha. Rồi bây giờ mình chạy lệnh tiếp ha để cho bắt nó chạy ha, chức năng data deduplication tức thời luôn ha. Tại vì nãy mình chọn 3 ngày hoặc là lên schedule rồi đó. Giờ mình đang cần test ha. Cho nó bắt ép chạy luôn. Rồi chúng ta gõ lệnh trong PowerShell ha. Start. Ngang cái ha. Đi đúp chớp. E 2 chấm. Thay ha mọi người. Up. Optimize. JSON. Đó, bắt đầu công việc luôn ha. Ổ đi E. Optimization. Rồi kiểm tra cho chính xác chưa ha. Đó là câu lệnh này có chức năng là chạy data deduplication tức thời ha. Enter. Rồi mọi người chờ chút ha, nó đang báo trạng thái nè, kêu hoàng đợi ha. Rồi chúng ta chờ cho nó chạy một chút xíu ha. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra nó chạy xong chưa nè. Chúng ta gọi cái lệnh là get thì chớp chớp ha. Rồi qua đây. Chúng ta lại mệt quá. Đây. Rồi. Nếu nó không báo gì hết, nó là chạy thành công ha mọi người. Rồi chúng ta đóng cái sổ PowerShell lại luôn ha. Chạy xong rồi ha. Ok. Bước 4. Kiểm tra kết quả. Đó, mình làm theo cái trình tự như này, mọi người dễ hiểu ha. Kiểm tra kết quả coi. Đó. Rồi. Lúc nãy là chúng ta nhớ là 1,1 GB ha mọi người. Rồi ghi hay ghi gì ha tùy mọi người ha, mình đọc ghi nó quen rồi. Rồi giờ chúng ta kiểm tra lại ha. Rồi để cho tắt mở là gì? Rồi phải chuột ha, chúng ta property lại cái ổ đĩa E của mình này, mình thấy không, nó chỉ còn có 906 mê thôi ha. Đó lúc nãy là 1,12 ghi ha, rồi sau khi nó chạy data duplicate thì deduplication ha thì nó là tối ưu cái không gian lưu trữ rồi. Rồi tiếp theo chúng ta mở OE lên ha, kiểm tra lại cái file chúng ta nè. Cái file đầu tiên mình copy ha. Lúc nãy là mọi người nhớ nó là 350 MB phải không? Đấy ha. Nó vẫn là 350 MB. Đó là dung lượng của cái file ha. Còn cái size on disk nè là 0 byte. Rồi ha, 0 byte ha. Đầu tiên lúc ban đầu chúng ta làm thì nó vẫn là 350 MB ha. Rồi thôi chúng ta kiểm tra tiếp cái file property nó nè, cũng là 0 byte.
Rồi chúng ta thử kiểm tra cái file mà copy cái nó coi. Cũng là 03 ha mọi người. Đó, cái là chúng ta khi đầu là chúng ta copy file này, xong rồi copy từ cái file này ra cái file này, sau chúng ta sẽ copy tiếp ra một cái file này ha. Đó, hiện tại cái không gian lưu trữ trên disk nó báo 03 ha. Đó, mình kiểm tra lại cho mọi người xem lúc đầu nữa ha. Lúc đầu thì ở đây chúng ta chỉ tốn mà là 1,12 GB ha. Bây giờ là còn 960. Đó, thì mục đích của cái chức năng data deduplication này á là nó giúp cho chúng ta tối ưu cái không gian lưu trữ ha. Rồi. Mình đã hướng dẫn mọi người xong bài số 12 ha. Rồi hẹn gặp mọi người vào bài số 13. Rồi, nếu mọi người thấy hay hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ha, cũng như bấm vào cái nút chuông á để mình ra cái bài tiếp là mọi người có thể xem được liền ha. Rồi, xin chào mọi người nha.